Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm video giải cái puzzle này của Wizzy nha các bạn. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái puzzle này ra trước. Rồi bây giờ mình sẽ scramble nó lên. Đây là cái puzzle 4x4 của Wizzy nha mấy bạn. Đây, và bây giờ mình đã scramble xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải luôn. Và mình giải là thành tích lần này của mình, vì có lần này của mình là 26 giây nha các bạn, và mình đã hoàn thành rồi. Yeah, và nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, và bạn nào chưa subscribe thì subscribe cho channel của mình, cũng như share video này cho bạn bè của các bạn để bạn bè của các bạn hãy biết đến channel của mình nha. Và đừng quên bật cái chuông thông báo để có thể nhận được thông báo khi mình ra những video mới nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.